Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 97 ngày 2, Quyết Tâm Trong Năm Mới, Mi-chê đoạn 6 câu 6 đến câu 8, câu ghi nhớ Mi-chê đoạn 6 câu 8b. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh Mi-chê đoạn 6 câu 6 đến câu 8. Kinh Thánh Cựu Ước trang 834. Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời rất cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 8 phần B bắt đầu chữ cái điều mà ở trong Kinh Thánh của mục sư đã tô màu rồi. Nếu trong Kinh Thánh các em chưa tô màu thì các em tô màu nhé. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Trong phần tìm hiểu, em nói hai cột A và B cho phù hợp nhé. Đức Giê-hô-va ta. Đức Giê-hô-va sao? Đức Giê-hô-va há có thích hàng ngàn chiên đực. Đức Giê-hô-va đòi ngươi làm sự công bình. Ta đến với Ngài với những của lễ, ta nên dâng con đầu lòng. Dân Israel nhiều lần không vâng lời, Chúa dùng tiên tri quở trách họ. Dân Chúa cố tìm cách làm Chúa vui qua những lễ vật nhưng lại không thay đổi nếp sống. Tiên tri Mi-chê chỉ cho dân Chúa thấy điều Chúa thật sự mong chờ không phải là của lễ, của tế lễ mà là một nếp sống công bình đạo đức. Chúa muốn chúng ta thực hành công chính là đối xử công bằng với mọi người. Em quyết tâm thực hiện nếp sống công chính Chúa muốn. Ở đây có một hình ảnh bạn thiếu nhi đây. Thiếu nhi rất là mạnh mẽ. Quyết tâm thực hiện cái điều mà Chúa muốn mình làm. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Chúa muốn trong năm mới em quyết tâm sống nếp sống công bình. Xin Chúa giúp con sống công bình, đẹp lòng Chúa. Làm điều tốt, giúp mọi người. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa muốn trong năm mới con quyết tâm sống nếp sống công bình. Xin Chúa giúp con sống công bình, đẹp lòng Chúa, làm điều tốt, giúp mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.